Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi đang sắp xếp để đưa bộ cuốn thư câu đối đi nhà anh Tuấn ở Yên Viên. Và cuốn thư này thì bằng gỗ gụ và mẫu long hóa với ba chữ ở giữa là chữ Phúc Mãn Đường. Hiện nay sản phẩm chúng tôi là đang được đưa lên xe. Và phía bên kia chính là khu A của chúng tôi. Thì những cái cuốn thư này và câu đối này chúng tôi đã giới thiệu ở trong một số các clip rồi. Hôm nay là quay để giới thiệu thêm thôi. Ở trên là long hóa mai và bên cạnh là đôi phượng hướng vào và cây hoa mai. Ở giữa là nền đục gấm chữ vạn. Hai bên là kiếm và bút tượng trưng cho văn võ song toàn. Những cái này tôi đã giới thiệu rồi. Và bây giờ tôi đang đi vào để khoan cái tai để bắt cuốn thư. Alo. Vâng, à dạ. Có nhá, nhưng mà là gỗ hương Nam Phi ạ. Vâng, chứ không có gỗ hương Lào. Dạ không. Mình không có gỗ. Vâng. 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 Thế anh chào cả. Hiện nay chúng tôi đang bắt cái tai treo. Và bây giờ rất là tiện, còn là dùng máy bắn vít này. Và từ cái treo của chúng tôi cũng rất là cẩn thận. Chứ không phải là bằng cái để bằng miếng thép đúc cho nên rất chắc chắn. Đôi câu đối này là đôi câu đối Phượng Hoàng và tôi nhớ nội dung là một bên là Hưng gia hữu đạo xuân thường tại. Là gia đình Hưng Vượng nhờ giữ được cái đạo lý cho nên ở sự ấm áp hạnh phúc luôn ở lại. Còn với bên kia là thịnh nghiệp. Có lại đây đối với Đức Hiền thì không những là chọn gỗ cẩn thận đục chạm kỹ càng nhưng mà cái nội dung cũng rất là trong chuốt. Nội dung đều mang những ý nghĩa để gọi là ví dụ Phúc Mãn Đường mọi cái điều lành nó đến với gia đình. Nó lại toàn là những cái nội dung hay nhất, chuẩn nhất. Ngoài ra là Đức Hiền xin sẵn sàng là nhận hàng đặt ở những cái bộ cuốn thư câu đối theo cái nội dung của các gia đình yêu cầu. Ví dụ gia đình họ Lê, họ Nguyễn, họ gì muốn nội dung như thế nào đều có thể bàn bạc trao đổi để chúng tôi phục vụ. Ví dụ đợt trước tôi có nhớ làm cho một bác trưởng khoa toán của quân y viện 103 là bác đặt cái câu là Phúc Tâm Đăng, à Đức Tâm Đăng. Vừa nãy là đôi câu đối Phượng, còn bây giờ là đây trong này là còn của đôi câu đối cuốn thư. Câu đối nhưng mà lại hình dạng cuốn thư, bên là kiếm và bút. Và bên này nội dung đi là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh. Cái hình cuốn thư nó vắt vải ở trên và bên dưới lại vắt trở lại đây rất là cách điệu. Cho nên là ngoài cái chuyện là cái nội dung thì hay nhưng mà cái phần mỹ thuật điêu khắc thì ở đây làm chuẩn cho nên là khách hàng xa gần rất mến mộ. Và những bộ cuốn thư này chúng tôi, cuốn thư câu đối chúng tôi đã bán đi khắp các địa phương trong cả nước. Trong đó có một số nơi xa như là đợt đi vào Thanh Hóa hoặc có đợt thì đã đi vào tận trong Đắk Lắc. Đây là mặt trái nó còn sạch đẹp như thế này.
đó đó. Đó thì trên xuống. Đấy, 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 thế. Đó thì giữ ra. Hiện nay rồi quay đây là tầng 1 khu B của chúng tôi. Nơi này chủ yếu là bày sập và những bộ ghế lớn. Ngoài ra còn những cái tranh khảm long lanh đến này. Tranh Diễn Phúc này, những cái này chúng tôi đã giới thiệu rồi. Cho nên không giới thiệu lại nữa. Huyền cảm ơn quý vị đã quan tâm, hẹn gặp lại trong những clip sau.